đã có 948 vụ, 4.732 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, cho vay lãi nặng và đòi nợ trái pháp luật đã bị các lực lượng trên địa bàn tỉnh Phú Yên triệt phá. Đây là kết quả sau 6 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi đánh bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật. Tại hội nghị, chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tính đến nay, từ năm 2018 cho đến nay thì riêng cho vay lãi nặng đòi nợ trái pháp luật, toàn tỉnh Phú Yên đã phát hiện bắt xử lý 116 vụ, 219 đối tượng liên quan. Đặc biệt trong thời gian qua đã xử lý 12 cán bộ đảng viên vi phạm về hành vi đánh bạc, trong đó có 7 trường hợp cho vay lãi nặng, khai trừ khỏi đảng 1 trường hợp tự ý thế chấp đảng thẻ đảng viên để vay tiền. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định thời gian tới tình hình hoạt động của các loại tội phạm này tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc cho vay lãi nặng. Nhân dịp này, tỉnh ủy Phú Yên đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích triển khai và thực hiện chỉ thị 19 của tỉnh ủy Phú Yên.